Ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà HTC, 65 tuổi, thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên bị nước cuốn trôi sáng 8 tháng 10. Thi thể của bà C được tìm thấy lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, cách khu vực bị cuốn trôi khoảng 700 mét. Ông Đức nói, chúng tôi đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, cử một số cán bộ đến nhà nạn nhân để động viên chia sẻ. Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 8 tháng 10, 4 người ở thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu gánh giá lội bộ qua dòng nước lũ chảy xiết đến chợ La Tháp để bán. Không may cả 4 người bị nước cuốn trôi, 3 người đã tự bơi vào bờ, riêng bà C mất tích. Được biết thôn Lệ Bắc có 300 hộ dân, để vào được thôn chỉ có duy nhất con đường độc đạo nối từ đường DT610 vào thôn. Mùa mưa bão con đường thường xuyên bị ngập lũ, chia cắt khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Người dân kiến nghị chính quyền hỗ trợ làm cầu bắc qua sông để dân đi lại thuận tiện nhưng đến giờ nguyện vọng ấy vẫn chưa được thực hiện.